Với cái chính sách chuyển đổi mạng và chuyển đổi số thì hiện tại nhà mạng ở Viettel, Vina hay Mobile họ cũng cắt sóng 2G thì như các bác đã biết rồi đấy. Bây giờ thì chỉ còn những cái máy nào có 3G nhé thì sẽ hoạt động vẫn là ok thôi, còn 2G là tạm dừng đúng không? Rất là nhiều máy, một số bác ở những dòng máy đen trắng đời trước hoặc đời kia đã dừng rồi. Thì hôm nay em Tuấn cũng muốn, bởi vì là các bác có ra các cửa hàng gần đấy thì các bác mua được những chiếc điện thoại có khi cảm giác là các bác cũng không được ưng ý mà cũng mất 500 700, cái cả triệu nhưng không được ưng ý. Thì hôm nay em Tuấn cũng giới thiệu cho bác một số cái mã máy điện thoại này, bởi vì lấy của em về thì kể cả đưa về đến nhà bác thì cước thì mất 20 30 nghìn, nó chả đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà nó sẽ nhìn thấy, bác có được xem tận mắt những cái sản phẩm nó rất là sang trọng và đẹp cho bác, dễ dùng. Hôm nay em Tuấn sẽ gửi đến các bác một mã điện thoại vờ, con này nó gọi là điện thoại dùng cho các bác nào muốn gọn gọn nhẹ nhé. Đây gọi là hàng nó vờ tu, nhưng mà vờ tu này nó đặt tên là vờ tu thôi, chứ còn vờ tu này không là vờ tu rẻ tiền, chứ không phải vờ tu như em Tuấn bán những con mấy chục triệu hoặc mấy trăm triệu kia đâu. Đây là một con vờ tu đấy nhé, thiết kế rất là đẹp và sang đằng sau đây. Nó nhìn cực kỳ là sang trọng, những điểm nhấn rất là đẹp luôn. Đó. Con này chạy được hai sim, hai sóng, có cái cắm thẻ nhớ luôn, có cắm thẻ nhớ, có camera, sạc đầy đủ luôn. Đây ạ, sạc của em nó thì nằm hết trong này luôn ạ, sạc trong này luôn ạ, sạc phụ kiện ở đây luôn. Đấy. Mức giá để cho bác là 890 ngàn, 890 ngàn. Em điện thoại này, cho em mở khóa đó đi. Đấy. Nó có sim 1 và sim 2. Hiện tại em Tuấn đang lắp cái sim của em Tuấn trong này này. Bây giờ em gọi cho bác nhé. Em gọi sang bên này cho bác xem này. Đây, hiện tại em Tuấn đang lắp sim như này. Em gọi sang cái số 0911169961 cho bác nhé. Này, cái số này là số em bán hàng đấy. Đây, nó gọi bằng điện thoại hay gọi bằng cái gì? Đấy, đây là số bán hàng. Và cái số trên điện thoại này thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ em Tuấn nhượng lại cho. Đấy. Bác nhìn thấy chưa? Đây. Cái số này của em là toàn 9 thôi. 119991 9. Đấy. Bác nào có nhu cầu muốn số đẹp thì liên hệ với em nhượng lại số này cho, cứ để test máy mãi. Bác nhìn thấy chưa? Và bây giờ em Tuấn tắt nhá. Em Tuấn tắt em gọi lại này. Em Tuấn tắt. Em Tuấn gọi lại cho bác xem này. Đấy, gọi lại số đấy nhé. Trên này á, bác chỉnh thoải mái các loại nhạc, các loại đấy, loa to, sóng phải, rất là ok. Thích bật chế độ đèn nháy ban đêm nó cũng nháy này. Khách gọi đến 890k. Tất cả thiết kế xung quanh này, da này, giả da này, nó gọi là giả da. Này, bác nhìn này. Alo, alo, đấy, ra có nhìn chưa? Alo, cho loa to nữa này. Alo, có thấy loa to chưa? Dùng thằng này nó mới sướng quá. Đấy, mua tặng bố tặng mẹ hay tặng ai thì thưa bố mẹ các bác bây giờ dùng những loại này rất nhiều, đặc biệt là cái bàn phím này này. Nó nhìn này nhưng nó là phím nổi, ấn nó rất là thích, coi nhá, ấn bàn phím nó nổi nó rất là thích, nó không bị chìm như bàn phím kia. Đấy nhá, ấn này, nó rất là dễ luôn, nó rất là nhạy bởi vì nó là bàn phím nổi đây này. Những cái điểm vàng này là nổi này, đấy, 3 này, 4 này, rất là nhạy đúng không? Đấy, có thấy không? Đấy, thì mấy cái thứ hết đây. Con này 890 ngàn mấy nhé, 890 ngàn luôn. Hàng thì nói luôn, bao phê cho bác đây. Em tắt điện ngồi nữa. Vừa tu đấy, được chưa? Em tháo cho bác nhé, trượt, bác trượt đều sâu về sau, sau đó tháo pin. Đây, sim thì em đã để đây, sim của em để trong này rồi. Thì hiện tại con này nhá, có một khay sim này, bên dưới này có khay sim nữa và một khay cắm thẻ nhớ. Khay cắm thẻ nhớ để làm gì? Để bác nghe nhạc đấy, bác nghe nhạc thoải mái nhá bác nhé. Bác nghe nhạc có hai sim và cắm một thẻ nhớ đấy, thẻ nhớ để nghe nhạc. Con máy này nghe nhạc loa rất là hay luôn, được chưa? Đấy. Đấy, nó lắp đây. Con này nó làm gồ đây này để nó tản nhiệt rất là tốt pin nhá. Các bác lại lắp vào. Đấy. Khởi động đây.
khởi động quá nhanh luôn, đúng không? Mua tặng bố mẹ, anh chị em hoặc các bác nào cần những con máy gọn nhẹ, nhẹ nhàng như này, chỉ nghe gọi, dùng những con này. Này, rất là sang, 890k các bạn. Tất cả hàng bao hoạt động tình trạng, hoạt động bình thường đây, nó hiện là sim 4G luôn các nhé. Các bạn nhìn thấy nó hiện 4G chưa? Đây. Em mở khóa đã. Đấy, nó hiện là sim 4G các bạn nhìn thấy chưa? 4G. Nha. 4G tất. Em chào các bác nhé.